Rồi, một cái bánh như thế này chúng ta chiên khoảng 10 15 phút trở lại các bạn nha. Tùy vào cái lượng lửa chúng ta và tùy vào cái độ mà dày của bánh á, thì chúng ta chiên nhanh hay chậm. Rồi, như thế này là ok rồi. Cũng hơi dở cái là cái đầu tiên nó hơi bị khét các bạn. Rồi, bây giờ cái này mình cho ra dĩa ha. Rồi, đặt cái nhìn cái này nó rất là ok. Rồi, nhìn mặt này thì rất là ngon các bạn nha. Rồi, chúc các bạn ngon miệng, mình sẽ chiên tiếp đây. Để chiên cái thứ hai chúng ta lấy mấy cái bánh, cái xác bánh ra các bạn nha. Bây giờ chúng ta cho dầu thêm ha. Rồi, cho khoảng nhiêu lượng dầu các bạn. Nhiều quá nó thấm thấm vô bánh không có ngon đâu ha. Rồi, mình mới xóa cái video bây giờ mình quay được bốn mấy phút luôn nè, quay full luôn. Chán. Chán thiệt, chán nãy giờ là xóa không không biết bao nhiêu dung lượng file. Bốn cái điện thoại mỗi cái 32 GB mà đầy hết trơn bốn cái bó tay luôn. Mua cái ổ cứng 500 GB mà mình lưu còn không có điều kiện đi lưu nữa chứ, thiệt tình đó. Rồi bây giờ video full này mình chơi full luôn ha, giờ 40 mấy phút rồi, chơi từ A tới Z luôn. Rồi bây giờ cho dầu nó thấm xíu, chúng ta cho lửa lên ha. Rồi các bạn cho lửa nó lên, cho nó lên tầm 20% lửa các bạn nha, cho bạn thấy ngọn lửa ha. Đấy, các bạn thấy ngọn lửa như vậy nha. Đó, mình che lại cho dễ thấy nè. Rồi, chủ yếu là cho nóng cái dầu ha, với nóng cái chảo rồi chúng ta chiên tiếp. Rồi, cái lượng bột thì khoảng ly này thì tầm trăm mấy ml, gần 200 ml, 200 ml bột. Ha. Rồi, chúng ta đổ bột vào. Lúc đầu đổ bột vào thì chúng ta cho lửa y các bạn, nhưng mà khoảng chừng chúng ta thấy cái viền nè, cái viền bột mà nó bắt đầu nó hơi 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 sạt lại, hơi cứng lại nè, chúng ta hạ lửa xuống liền. Tại vì chúng ta để lâu quá lát nó đít nó cháy nữa, rồi mình có đường đó. Bánh mà càng đổ ít đường thì nó sẽ càng lâu bị cháy khét đít các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái viền nó như thế này là chúng ta cho cái lượng bột ở dưới nó tràn xuống dưới ha. Khi mà bột nó chưa có hình thành hết đó, các bạn làm như thế này nè, cái bánh nó sẽ đều hơn, giống như là nó sẽ hòa hòa hợp được cái lượng bột mà nó đã ấy đó, nó đã vừa vừa chín lúc đầu á, thì nó sẽ giống như dính cái bánh nó đều hơn, nó đẹp hơn. Thì chúng ta cho cái bột nó chảy như thế này nè, ta nghiêng cái chảo vòng tròn, nghiêng tới nghiêng lui như thế này ha. Rồi khi mà bột chúng ta thấy nó chảy đều hết rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đợi nó ok, chúng ta đảo bánh, lật úp bánh ha. Và các bạn có thể khoét lỗ giữa cũng được, nhưng mà chúng ta làm nhanh lúc đầu á để bánh nó đừng có bị hư, nhìn nó đẹp cái bánh thôi. Mình không có cái sạn dở quá, không có cái sạn, là bánh nó ngon hơn. Sạn này mình không có áp sát được bánh, chúng ta áp như mà hứa với mấy đứa em làm bánh ngày nhân dịp ngày 8 tháng 3 2019 nè, giờ mình làm bánh cho mấy em sẵn quay video luôn. Bánh này mình học trong cái nhà hàng Tokyo Deli mà có mấy ông anh ông rảnh làm bột này chia cho khách dư đó, sợ bỏ phí rồi làm học hỏi rồi chế thêm cái kinh nghiệm. Với ảnh thì bột trong nhà hàng Tokyo Deli các bạn, trong mấy trung tâm thương mại đó ha, các quận đó, trên thành phố đó. Họ 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 làm bột rất là ngon, bột của Nhật các bạn nha. Có cái nhà hàng Nhật ở cái đường nào trong quận nhất mình quên rồi, lúc trước cũng ghé mua là bột đó mà 800-900 ngàn một một ký các bạn nha, rất là mắc. Chứng tỏ là họ họ dùng cái độ độ dẻo hay độ ngon của bột đó. Khi mà chúng ta mua bột chất lượng làm bánh rất là ngon luôn á.
Đó là lý do tại sao mà mấy cái hãng bánh mắc tiền họ họ dùng loại đồ tốt là như vậy mà. Nè, thế này nè, các bạn úp khéo, úp nhanh ha. Chúng ta có thể úp được cái miếng bánh úp ngược lại. Đó, này do nó bột nó chưa có chín hết rồi. Mình úp vậy là còn dở, với lại cái sạn này chưa quen nữa. Rồi. Khi mà các bạn áp sát chảo như thế này, chúng ta có nghe cái độ xì của bánh đó. Làm như thế bánh nó sẽ chín đều hơn, nó mau chín hơn. Rồi chúng ta để y thì nó lâu chín lắm. Đó. Các bạn nghe cái độ xì của bánh không? Đó. Chúng ta gờ cái hơi lửa ha, cái hơi nóng của lửa trên mặt bánh nè, mà nóng quá chúng ta hạ nhiệt lại các bạn nha. Hạ nhiệt thấp nhất có thể các bạn nha, tại vì bánh nó có đường với trứng nó mau cháy lắm. Cái này hy vọng là nó sẽ ngon hơn. Cái dày như thế này tầm khoảng 15 phút trở lại các bạn ha, tùy theo kinh nghiệm cũng như là cái lửa và cái độ dày của bánh mà nó chín nhanh hay chậm. Các bạn có thể chia nhỏ nhỏ, chia giống như cái bánh khọt kia, thì làm bánh nhỏ nhỏ cái đó lẹ lắm. Còn mình chiên một cái bánh lớn như thế này thì rất là lâu, mà đòi hỏi chín đều, đòi hỏi cái kinh nghiệm chúng ta hơi cực nữa. Cái là chúng ta phải đè áp chảo cái bánh như thế này nè, chúng ta đè hoài luôn á, đè đều á, thì nó mau mau chín nữa. Chúng ta không đè để lâu nó chín không đều, nó không ngon, nó lâu chín. Các bạn nghe nghe cái tiếng bánh nó kêu không? Đổ mồ hôi luôn mà. Các bạn để ý thêm cái mùi ha, cái mùi của bánh đó, nó nếu mà nó có bốc cái mùi hơi cháy cháy á, anh ta lại đảo bề lại. Nói chung là tới đây là chúng ta có thể đảo ngược lại được rồi nè. Và chúng ta để ý chúng ta dỡ cái bánh hở lên ha, chúng ta coi cái lớp dưới coi nó ok chưa, chưa thì chúng ta ấy tiếp, chưa thì chúng ta để tiếp cho nó chín đều hơn. Hoặc là các bạn có thể tăng lửa lên, tăng lửa thêm khoảng 2-3% lửa thôi các bạn nha, đừng quá 500%, lửa nhiều quá nó dễ cháy bánh lắm. Làm một cái bánh này rất là cực, nhưng mà chúng ta làm ngon ha, làm ngon mà chín đều này kia phải nói là rất là cực. Giờ thì mình mới hiểu được cái nỗi khổ của những người bán bánh làm bánh rồi, nên chúng ta có dịp chúng ta mua bánh cũng đừng có chê khen nhiều quá, cũng tội người ta ha. Khen thì tốt các bạn nha, khen thì tốt, hạn chế chê. Mình làm như thế này mà bạn chê buồn lắm luôn.